chúng ta sẽ hướng dẫn cái bài gửi mail hàng loạt. Như là gửi mail hàng loạt nó khác cái gửi mail thông thường cái gì? Như vậy thì hôm trước chúng ta đã nhận được một cái mail mà thầy để là mail gửi sinh viên. Đó, mail gửi sinh viên. Như vậy các bạn thấy là mail gửi sinh viên ở đây của thầy nó có những cái rất là đặc trưng. Có những cái rất là đặc trưng. Mỗi bạn khi nhận được mail đều có cái tên của mình riêng. Thông tin này là thông tin chung, lớp riêng. Như vậy ứng với mỗi lớp thì mình có một cái đường link của Google Meet riêng. Đường link Google Meet ở dưới này. Link Google Meet. Đây là link Google Meet, là link group khác nhau. Đây là cái mail đầu tiên gửi các bạn, nó hơi thiếu, thầy mở cái mail thứ hai đi. Đây, cái mail thứ hai thầy gửi đợt sau thì nó hơi khác tí xíu. Đây. Đó, lớp nè. Rồi group Facebook của lớp nè, group Zalo của lớp nè, Google Meet của lớp nè. Như vậy thì ba cái này là mỗi lớp một khác. Mỗi lớp một khác. Mỗi tên một khác. Ha. Như vậy ở chỗ này thì chúng ta sẽ dùng framework, chúng ta soạn thảo cái thư này. Chỗ này chúng ta chỉ ấy rồi chưa có tên này đâu. Chúng ta chỉ ghi chữ chào, thân mến hết. Rồi thông tin dưới này các bạn đưa vào. Ở chỗ này ví dụ lớp bỏ trống, ca máy bỏ trống, group Facebook bỏ trống, group Zalo bỏ trống, Google Meet bỏ trống. Được chưa? Như vậy tất cả những cái bỏ trống thì các bạn phải làm trong một cái file Excel. Đó. Bây giờ thầy sẽ copy cái này ra thành một cái phiên bản thứ ba đi. Thư gửi sinh viên. Test. Test ha. Và thầy chuẩn bị cái danh sách gửi thư. Có gì? Mình cần gì? Danh sách gửi thư của mình cần tên. Thứ nhất là tên. Thứ hai là lớp, thứ ba là ca. Thứ tư là group Facebook, thứ năm là group Zalo, thứ sáu là Google Meet. Rồi, ok. Như vậy thì mình sẽ tạo một cái file Excel. Nó sẽ có số thứ tự nè, mã số sinh viên, họ tên và email. Rồi trước tiên là cái cơ bản là như thế, số thứ tự, mã số sinh viên, họ tên và email. Sau đó thì thầy có thêm nữa là lớp, và thầy có thêm nữa là ca học, rồi thêm nữa là link Facebook, link Zalo, link Google Meet. Như vậy lớp thì nếu mà theo cái cấu trúc mà thầy ghi trong này thì lớp ở đây thì chúng ta lấy cái lớp của mình chúng ta bỏ vô. Như vậy ứng với mỗi danh sách sinh viên thì chúng ta có cái lớp khác nhau. Ứng với lại mỗi cái danh sách sinh viên cứ một một lớp, vậy là 30-40 bạn ha, thì chúng ta sẽ có cái danh sách khác nhau. Cho nên là thầy lấy luôn nguyên cái lớp này vô đây. Thầy lấy nguyên cái lớp mình vô đây. Đó. Rồi thì dán vô danh sách này, lớp ca học thì thầy lấy cái này thì độ lại đó, ca học thì lấy cái này thì độ lại.
dụ của mình là ca 4 bắt đầu từ 13 giờ 15 giờ 15 giờ 15 cho đến 17 thứ 6 hàng tuần. Thôi bỏ cái này đi cho nó nhanh ha. Đó, ví dụ như vậy. Rồi, link Facebook. Link Facebook thì mình lấy cái link Facebook của mình bỏ vô. Zalo của lớp mình 04 đây, link Zalo của lớp mình. Link group meet. Rồi như vậy mình copy mấy cái thông tin này xuống cho lớp của mình. Còn nếu mà lớp khác thì copy thông tin khác nha. Rồi, vậy mình lưu cái file này lại là thông tin gửi mail. Đóng file này lại, mở file này lên. Bây giờ các bạn sẽ vào chỗ mail, mail link và bấm vào đây nhé, chứ không phải là bấm bên này nha. Bấm bên này là nó chảy mình không biết đó. Bấm vào đây các bạn chọn là step by step hoặc là các bạn chọn mail, nhưng mà nên chọn step by step. Step by step ở bên này thì nó cho mình biết cái gì. Văn bản này dùng văn bản hiện tại, ok, hoặc là dùng văn bản khác. Ở chỗ này quay trở lại đến đầu tiên rồi, đến đây, đây là đầu tiên nè. Chỗ này mình sẽ chọn là mail, email message net dùng current document là cái file văn bản này. Net dữ liệu mình chọn dữ liệu khác, bởi vì dữ liệu cũ kia là dữ liệu cũ, bây giờ thầy chọn dữ liệu khác. Data FPT đây, thông tin gửi mail thiếu chữ G, thông tin gửi mail. Rồi, ok, thông tin gửi mail, ok. Nó hỏi nè, đây là thông tin gửi mail của mình nè, nó có mã số sinh viên, tên đó, link Facebook, link Zalo, link Google, rồi thì mail thì Google Meet đầy đủ hết. Rồi, next. Bây giờ, more item, họ và tên. Mình coi thử có cái trường họ và tên không? Có. Vậy là đúng rồi đó. Nếu mà không có là đổi lại. Chỗ này bỏ đi. Bỏ luôn đi. Get more item, họ và tên, insert cái. Đó, thấy chưa? Rồi xuống dưới lớp, mình muốn cho nó màu đỏ thì mình nhớ là format cho nó màu đỏ nha. Nhớ mà mình nó màu đỏ y chang vậy nhé thì xóa, đừng có xóa số 2 đi, cứ để cho nó format màu đỏ vậy. Rồi lớp, ok. Rồi bây giờ mới xóa số 2 nè,
để cho nó khỏi mất cái phật mét thôi chứ không gì hết trơn á. Rồi chỗ này cái K này cũng vậy, mình để chữ C lại cho nó khỏi mất cái phật mét. K. Ok. Rồi, link Facebook. Link Facebook. Link Facebook. Nếu mình muốn thì mình sẽ cho nó in đậm in nghiêng gì đó tùy mình. Rồi, chỗ này link Zalo. Chỗ này link Google Meet insert ha. Đó. Rồi sau khi mà chúng ta đã làm xong như vậy, chúng ta chọn nét. Nét và gửi thư. Gửi thư, gửi thư. Thầy Trần Quang Bình test mail hàng loạt. Nhưng mà nhớ, muốn gửi mail hàng loạt được như vậy thì bản thân bạn phải cài một cái mail nào đó là Outlook hoặc là một cái mail nào đó ở trong hệ thống máy của mình. Ít nhất là cái mail này. Nhất là cái mail này. Bạn phải vô đây bạn cài một cái hệ thống gửi mail ở trong máy của mình đã. Đó. Account. Nếu mà không có cái Outlook thì bạn phải có hệ thống mail này. Nếu mà trên máy của mình không cài Outlook thì nó vô đây nó tìm. Nó dùng Google Mail hoặc Yahoo Mail hoặc cái gì đó. Nó tìm thấy cái hệ thống mail đó thì nó mới gửi được nha. Bây giờ thầy gửi nè. Ok cái là nó gửi cho các bạn rồi. Nhưng mà cái này thì cũng rất là hay là nó giữ được cái format của mình. Giữ được cái format mail của mình. À, có một cái cách gửi khác mà chúng ta gửi mà nó hay hơn ở chỗ này là gì? Cái này thầy gửi xong rồi thầy không biết là các bạn có đọc được hay không, các bạn có quan tâm hay không, các bạn có liếc chuột hay không ha, thầy không biết. Nhưng mà thầy sẽ có một cái cách gửi khác. Khi mà thầy gửi xong, thầy quản lý được cái việc gửi mail của thầy, các bạn có thấy hay không, các bạn có đọc hay không, các bạn có đã reply cho thầy hay chưa. Đó, thì ở chỗ này là nó đã gửi được 40 thư đi rồi đó. Và cái cách gửi thư này là không giới hạn. Và thư của thầy hình như là vào inbox của các bạn luôn đúng không? Nó có ra ngoài không? Nó có đi ra hộp thư rác, hộp thư spam không? Không, không phải. Vô inbox luôn đúng không? Yeah. Ừ, vô inbox khó lắm đó nha. Nếu mà các bạn gửi thư hàng loạt là các cái hệ thống mail nó chặn á, nó biết bạn là nó sợ bạn spam mail á, là nó chặn là nó đưa bạn mail của bạn vô inbox vô vô spam á. Nhưng mà nếu gửi cách này thì thầy đã gửi khoảng 400-500 mail như chưa vào spam ha. Một lần một học kỳ mới là thầy gửi khoảng 400-500 mail cho sinh viên mà chưa vào spam. Rồi hết giờ rồi. Có muốn nghe tiếp một cái cách gửi mail khác không? Tiếp đi bạn. Tiếp rồi. Ok, đây là cách gửi mail thứ nhất. Nhớ là phải set account nha. Về nhà máy của mình, nếu mà chưa cấu hình Gmail, chưa cấu hình Outlook thì vào đây gõ chữ mail. Cái mail này của Win 10 nó cũng gần như là Outlook nhưng mà nó là cái dạng web mail. Cái dạng web mail của Win 10 cấu hình vào. Rồi, một cách gửi khác. Một cách gửi khác thì chúng ta sẽ sử dụng Gmail. Chứ không phải hồi nãy là thầy gửi mail FE nha. Hồi nãy cái này là thầy sử dụng mail FE để thầy gửi. Đây, hồi nãy nè. Thầy sử dụng cái mail FE của thầy để thầy gửi. Bình TQ7FE thầy gửi. Còn bây giờ thầy gửi cái này là nó sẽ gửi bằng mail Google. Thầy sử dụng cái mail của trường. Mail của trường để gửi. Không biết mail của trường được không ta. Để từ từ thầy thử coi. Mail biết là
trên này thầy đã cài chưa, còn nếu chưa cài mới gửi được, còn cài rồi thì phải lấy tài khoản khác nữa. Rồi, ok. Chưa có cài. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng một cái cách gửi mail khác, cũng là gửi mail hàng loạt. Như vậy chúng ta sẽ chuẩn bị một số cái công đoạn. Công đoạn thứ nhất là các bạn sẽ vào Drive. Vào Drive của cái mail mà bạn muốn dùng để gửi đi. Như vậy thì thầy dùng cái mail là FPT. Thầy vào Drive. Được chưa? Rồi, như vậy thì nó một cái là mail nè, một cái là Drive nè. Thầy sẽ sử dụng cái hộp thư mail để tạo một cái mail mới. Nhưng mà cái mail mới này không có gửi đi đâu hết, không gửi đi đâu hết, thầy chỉ ghi subject thôi, thư gửi các em sinh viên